Công an thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Hoạt, 27 tuổi, ở xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về tội cướp tài sản. Trước đó, Hoạt điều khiển xe mô tô, mặc áo chống nắng, đeo găng tay, khẩu trang vào cửa hàng vàng Ngọc Thơm ở khu Đông Dương, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, giả vờ hỏi mua vàng. Khi thấy chủ quán sợ hở, đã dùng bình xịt hơi cay, xịt trực tiếp vào mắt chủ quán và cướp 5 chỉ vàng rồi lên xe tẩu thoát. Sau khi cướp được số vàng trên, hoặc mang đến một cửa hàng vàng trên địa bàn thị xã Thuận Thành bán được hơn 27 triệu đồng. Số tiền trên được Hoạt dùng để đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng huy động lực lượng tập trung điều tra làm rõ và bắt giữ Hoạt khi đang lẩn trốn tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.